Mến chào quý khán giả đã đến với series đặc sản quê mình. Cả nhà ơi, ngày hôm nay Huyền đang ở trên cái con sông nè. Ở trên này có rất là nhiều bần luôn. Thì Huyền thấy nó có trái với lại bông nữa. Thì hôm nay Huyền sẽ hái một mớ bông bần về để mình làm món gỏi bông bần nha cả nhà. Nè mọi người ơi, Huyền sẽ lựa những cái bông mà búp búp như thế này nè. Về mình tách ra là ở trong đây nó sẽ có những cái sợi bông, những cái sợi đỏ đỏ như vậy nè. Là mình làm gỏi ăn rất là ngon nha cả nhà. Ở đây một bông nữa. Nói chung là bông bần, trái bần gì đều ăn được hết nha, rất là ngon luôn. Đây là đặc sản của miền Tây quê mình đó. Cả nhà ơi, thì hôm nay Huyền sẽ thực hiện một cái thử thách là làm món ăn ở trên sông nha mọi người. Thì hôm nay Huyền sẽ làm món gỏi bông bần. Nguyên liệu hôm nay Huyền chuẩn bị là gồm có bông bần nè. Bông bần hồi nãy mình mới hái ở trên sông lớn á. Lỗ tai heo với lại tép. Bây giờ mình sẽ tiến hành luộc lỗ tai heo với lại tép lên. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành trộn gỏi nha cả nhà. Đây là cái nồi nước mà Huyền đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Mình sẽ cắt thêm một miếng chanh ha cả nhà. Mình nặn vô trong cái nước luộc để cho cái lỗ tai heo của mình nó được trắng. Rồi bây giờ nước sôi rồi mình sẽ bỏ cái lỗ tai heo vô luộc nha cả nhà. Cái này là ở nhà Huyền đã làm sạch sẽ hết rồi. Mình sẽ nặn vô một miếng chanh để cho cái lỗ tai của mình nó được trắng á. Rồi vậy nha, chừng nào lỗ tai heo gần chín thì mình mới bỏ tép vô luộc. Bây giờ trong thời gian chờ đợi cho lỗ tai heo chín đó thì Huyền sẽ lãi cái bông bần này ra nha cả nhà. Nè mọi người thấy chưa, cái bông bần ở bên trong nó có cái bông rất là đẹp luôn. Đó, cái này mình sẽ làm gỏi cái phần ở trong này nè, những cái sợi này nè. Hồi nãy đi hái bần á, do là ở ngoài sông lớn á, cho nên là Huyền không có quay lại được cho mọi người xem. Chứ cái cây bần á, nó trổ bông nhiều lắm, nhìn đẹp dữ lắm luôn. Wow, mọi người nhìn nè, nhìn cái bông của nó nè. Rồi bây giờ lỗ tai heo cũng sắp chín rồi, mình sẽ bỏ tép vô luộc luôn nha cả nhà. Có chiếc xuồng mới chạy ngang á cho nên là sóng nó dở quá cả nhà. Ở đây mát lắm, bình yên lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít muối vào pha với lại nước lạnh đó mọi người. Mình sẽ ngâm cái phần bông bần này nha. Ngâm cho nó sạch rồi mình rửa lại mình mới trộn gỏi được. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sắc lỗ tai heo ra nha mọi người. Thì luộc tầm 15 phút là cái lỗ tai heo này nó chín rồi. Mọi người muốn sắc dày mỏng tùy thích nha. Mình sẽ chẻ ra làm hai để mình dễ thái thôi. Mọi người muốn ăn dày mỏng thì cứ thái theo ý của mình tùy thích. Thì thích ăn vậy nè, đó mình thái vậy nè. Nghiêng cái dao hơi nghiêng nghiêng qua. Mình thái nó sẽ dễ hơn với lại nó mỏng á, ăn nó ngon hơn. Lần đầu tiên mà Huyền ngồi trên chiếc xuồng để làm món ăn như vậy luôn á cả nhà. Lâu lâu trải nghiệm vậy cũng thú vị. Cái này nếu như mà mọi người không có lỗ tai heo á thì mình có thể bóp gỏi chung với lại thịt ba rọi cũng được nha cả nhà. Nếu mà có lỗ tai heo thì nó sẽ giòn giòn, nó sẽ ngon hơn. Thịt ba rọi cũng ngon. Nói chung là mình có món cái nào mình làm cái đó thôi, tùy theo khẩu vị và sở thích của mọi người. Có gà làm cũng được nữa nha cả nhà. Gà mình bóp với gỏi bông bần cũng ngon lắm á. Rồi sắc lỗ tai heo xong rồi thì bây giờ mình sẽ sắc ớt nha cả nhà. Cái này là ớt sừng á, nó không có cay lắm. Mình sẽ sắc ra sợi sợi để mình trộn chung á, ăn cho nó ngon. Nó cũng cay nhưng mà nó cay nhẹ à cả nhà. Mình lấy cái phần hộp ra ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành pha nước sốt để trộn gỏi nha cả nhà. Ở đây Huyền có chuẩn bị nửa chén đường nè. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng nửa chén nước mắm ha. Và mình sẽ nặn vào đây tầm 3 trái tắc nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm khoảng tầm 2 muỗng tương ớt cho cái màu gỏi của mình nó đẹp á. Rồi cho khoảng 2 muỗng nha.
Rồi bây giờ mình sẽ khuấy cái nước sốt này lên cho đều nha cả nhà. Mọi người nhớ vớt cái hộp tắc lúc nãy ra nha. Rồi mình khuấy cho đều lên. Rồi bây giờ những cái bước chuẩn bị nguyên liệu đã xong rồi đó cả nhà, mình sẽ trộn gỏi nha. Mình sẽ cho bông bần vào trước nè. Rồi sau đó mình sẽ cho tôm với lại lỗ tai heo vô nha. Hình như hơi nhiều lỗ tai heo rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít rau thơm nha. Gỏi thì phải có rau thơm mới ngon. Và mình sẽ cho nước sốt vào. Mình sẽ cho trước 4 muỗng nha cả nhà. Thí dụ như mà nó có lạc á thì mình sẽ rưới thêm. Còn vừa ăn thì thôi. Chứ thôi mình đổ trước á nó mặn là khó xử lý lắm nha. Thà nó lạc á thì mình sẽ dễ nêm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần gỏi này lên cho đều nha cả nhà. Đó, mình trộn bông bần với tép với lại lỗ tai heo. Rau thơm trộn lên cho đều. Nghe cái mùi thơm hấp dẫn quá à cả nhà ơi. Cái mùi rau thơm với lại cái mùi sốt trộn gỏi nè. Nghe hấp dẫn gì đâu luôn á. Mời cả nhà cùng ăn món gỏi bông bần của Hiền nha. Đây, sau một thời gian vất vả thì cái món gỏi bông bần của Hiền cũng đã hoàn thành rồi nè. Bây giờ Hiền sẽ ăn thử xem cái mùi vị đó như thế nào nha. Trước tiên thì Huyền sẽ ăn nó kèm với lại một con tôm trước nha cả nhà. À không, con tép chứ, ở quê Huyền gọi đây là con tép. Cái nước gỏi á, nó rất là vừa ăn nha cả nhà. Và cái bông bần á thì nó có vị chát chát nhẹ, ăn nó rất là giòn luôn. Ngon lắm nha cả nhà. Lúc đầu á Huyền lặt bông bần á, thì Huyền có ăn thử một miếng. Huyền thấy nó đắng, nhưng mà mọi người trộn gỏi rồi ăn kèm với thịt với tôm là không có đắng nha cả nhà ơi. Ngon lắm luôn á. Bây giờ sẽ ăn với một miếng gỏi với lại thịt nè. Cái lỗ tai heo á nó rất là giòn luôn. Mọi người có thể thay thế bằng thịt ba rọi cũng được, hoặc là gà luộc cũng được. Nhưng mà theo Huyền thấy á, làm lỗ tai heo ăn nó giòn giòn, nó có cái gân giòn giòn ăn ngon hơn. Nếu như mà cả nhà ăn bông bần không á thì nó sẽ bị chát. Còn mọi người mà ăn, cả nhà mà ăn bông bần với lại kèm với lại lỗ tai heo hoặc là tép như vậy nè là rất là ngon luôn. Đó, có một ít bông bần dính với lại một ít lỗ tai heo nè cả nhà thấy không, một ít bông bần dính với một ít lỗ tai heo là ăn không có bị chát nha. Cả nhà ơi, thì cái video của Hiền hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Hiền cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của Hiền nha. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.